Hello mọi người nhé, ngày hôm nay mình lại có một con game mới nữa. Hai, âm thanh hơi cao. Con game này là mình lấy từ trên Facebook nha. Tên là Happy Nuki Birthday. Mình để xem là con game này có cái gì vui không nào. Kiếm đắn. Tiền, ba cái tiền. Được cộng 16.000. Hầu như là những cái con game trên Facebook là cũng hơi yếu đuối chút xíu. Cộng 19 nè. Hướng dẫn chơi game ác ghê ta. Được cộng 1.000 nữa nè. Cái này không biết là nó có giống cái game cái gì mà hải tặc gì bắn súng gì ấy, giống như trên Facebook hay không, mà quảng cáo trên đó nhiều quá. Cái khiên làm gì ta? Rồi, hầu như những cái game trên Facebook là quảng cáo một đằng nhưng mà làm lẹo không à, cũng không thấy có gì gọi là ổn lắm. Khiên 20k này, nón này. Sáu mươi mấy k, 40 mấy k. Hot Hello lượt quay. Công nhận là những game trên Facebook có khác ha. Được 8.000 mà có cái gì 8.000 đâu. Được thêm 3.000 nữa. Game này chẳng lẽ chỉ có nhắn vậy thôi. Level 1. Được thưởng 25.000, 20.000. Cộng kia nó mình được 34.000. Game quay hơi nhiều. Level 2 với 4. Vô. Bao. Bao cái tên nghe con quen ta. Cộng thêm cấu trúc nữa, cộng thêm kiếm. Nó giống như là Kung Fu Panda. Mình có cảm giác nó giống như Kung Fu Panda. Rồi. Ok. Rồi, ba con gấu trúc. Vậy là mỗi lần đánh là đánh hai con. Còn hai cái slab này là sao ta? Đi đào cái gì à? Bông bầu 32k, 34k, cộng 10, cộng 10. Lấy cái khiên đi. Dù sức mạnh cũng bằng nhau mà. Rồi lên. Tiền này. Ba cái slap luôn. Rồi. Cái này giống như chẳng game hải tặc rồi. Ba mươi hai nghìn, 46.000, 42.000. Vậy chỗ nó có bom mà. Được 100 mấy chục nghìn luôn.
Khoai quá. 10k. 5k. Ồ, thay đổi mới. Làm thâm côn nhị khúc à, đồng phục võ thuật nè. Ồ, bèo. Kìa mắc quá. Bốn mươi năm k này, 32k này. Còn 10k không biết làm gì luôn. Các bạn cũng hết năng lượng luôn mới ghê chứ. Ồ, được 3 cái rồi. Quảng cáo thì rõ ràng thấy hoành tráng, đi tìm này tìm kia các kiểu. Còn Facebook thì đưa những cái gọi là cái game nhanh thì có. Ô gì đấy. Ô, hai cái được 25k này. Ô, hai con gấu à. Ô vậy tất cả phải đánh bao nhiêu con chuột ta? Ô, 4.000 tiền nữa. Chờ lép. Ồ, ba con gấu trúc luôn. Chết bà con này rồi. Ô, mày đã lên được level 2 rồi. Được cộng tiếp 20 ngàn. Cũng khá là ổn. Được tăng năng lượng luôn. Lúc keeper đây. Mất đi. Thật tuyệt. Để mình vào kiểm tra coi, tại vì level 2 là mở shop mà coi level 2 được cái gì. Nạp tiền mà nạp ác quá, không chơi. Chết luôn con chuột luôn. Con chuột là con chuột boss à? Ok. Ắt đủ. À, ngon 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 ngon. Ồ, cái tính năng này đi chiến đấu với người chơi khác đúng không ta? Nếu như mà tính năng này đi chơi với người chơi khác thì chúng ta sẽ có được ít tiền vàng các kiểu. À, chúng ta cần phải nhìn coi là ai ấy nhất. Mình đánh con tôm này. Đánh được vào cái khiên. Nhạc thật đấy chứ. Công nhận là tải cái app này nát. Phải lắc kinh hồn. À, con gấu đánh cái chết à, yếu thế. Không được gì ngon ăn ta. Giết nó gấu ơi. Vẫn còn hai con nữa. Ồ. Ồ, ngon luôn. Naki bớt đi. Một con boss và chín con chuột. Quảng cáo Facebook hơi nhiều ấy nha, nhà phát hành ơi.
Của em thì nhà chán với thời gian là chính thôi mà, vậy là chết rồi. 66 40k 60k, cái nào 100 chút k chết rồi. 200k luôn. Sức mạnh yếu hơn so với hơn ta. Kìa. Ồ, 200 mấy chục k. Đau. Ba cái kìa. Trời. Độc mời kim cương à. Thêm gì nữa không ta? Quay lâu bà cố. Đúng là game má lác. Video này là mình làm chủ yếu là dành cho các bạn chơi trải nghiệm game, và đặc biệt là cùng trải nghiệm game với mình thôi. Có cái gì à? Đưa ra bàn phụ này. Có nữa kìa. Rồi toang. Chẳng lẽ mình đen thế. Ô, 220 năng lượng luôn. À, rồi thôi đen. Ủa, rồi về cái khác rồi sao ta? Ủa, một cái âm tính hả ta? À, và nó có tính chứ mà không tính. Ồ, chết con chuột không? Ba cái là được đánh 5 lần, mà 5 lần kiểu gì chẳng chết con chuột. Con ba đa đây sáu mặt dữ ra. Kỳ lạ. 1, 2, 3. Máu bot còn nhiều ghê. Để chơi hết bằng này năng lượng là cũng hơi phê ấy, mọi người ạ. Nếu như mà chúng ta mình quay như vậy cộng thêm cái là ra được năng lượng, cộng ra chỗ ra một năng lượng, mà một năng lượng nó chín cái tượng đài lên được 100 năng lượng nữa, quay hơi phê. Thật sự khá là phê. Đúng rồi, quay nhanh luôn đi. Cái kiểu này nhá, tôi cứ quay cho rồi. Mình ngồi mình bấm tay cũng thấy mệt đấy.
Nếu vào năm mà ra tướng mới rồi Slam Slam Bata Mad Beat tốc độ 6. Quay dữ à. Let's go. Có một con boss của con boss nữa. Ở đây level 1 này. Nhìn đẹp hơn chút. 30k, 45k, 52k. Full bộ nha. Lên luôn. Đúng là lên luôn thật. Chơi này để cày tiền, cày tiền này cũng thua. Thôi nói chung là trải nghiệm video là đến đây kết thúc nha. Dù gì quay đi của nãy cũng có bằng đó cái à. Nó chỉ lên tướng đổi tướng sưu tập mấy cái này ngồi giết đi giết lại, các bạn rảnh các bạn lấy thời gian các bạn quay thôi. Chứ đây mình coi quần này cũng 5-70 con tướng con boss khác nhau rồi. Và nâng cấp đồ. Game này chủ yếu là có những tính năng đó thôi. Ở đây nè. Level 2000 mới được mua nữa. Và ai yêu quý mình thì nhớ cho mình một đăng ký kênh, like, share video. Và ủng hộ mình cho mọi người nha. Thôi bye bye mọi người. Mình xin kết thúc clip ở đây nè. Bye bye.